Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh DVD nha. Hôm nay mình có những cái máy Samsung Galaxy Tab A các bạn. Cái dòng là T295 các bạn ha. Tab A 2019. Cái này là 8 inch các bạn. Tình trạng máy là nó bị cái kính các bạn. Cái kính nó bị nát hết rồi mà ha. Không. Và để mình coi cái đời máy nữa các bạn. Đây thông tin thiết bị các bạn. Rồi đây Galaxy Tab A này 8.0 này 2019 các bạn ha. Cái dòng máy là T295 các bạn. Còn thấy cái kính nó bị này, cái màn hình kính nó bị nứt hết cái màn hình qua ha. Rồi đây mình đã chuẩn bị được một cái kính các bạn ha. Video này mình chia sẻ với các bạn cách thay cái kính cho cái dòng Galaxy Tab A này các bạn ha. Cái dòng này kính là nó liền với cái màn hình của bạn, mình phải ép. Đây là cái kính các bạn ha. Cái này kính tốt các bạn. Xài rất là ok các bạn. Mình thay kính này xài nó giống như kính trên máy luôn các bạn. Nó có keo sẵn ha, mình chỉ cần tách ra và ép vô thôi ha. Giờ các bạn xem mình làm nha. Mình sẽ tháo máy và thay kính này cho các bạn xem. Trước khi thay thì mình thử cái cảm ứng còn ok không mà ha. Nếu mà cảm ứng không ok thì mình thay nguyên cái miếng cảm ứng các bạn. Mình tách cái miếng cảm ứng luôn mình thay không mà ha. Chứ mình không thay kính nó rời được các bạn. Vậy là cảm ứng ok các bạn. Đó, giờ mình sẽ tắt nguồn và tháo máy làm cho các bạn xem nha. Và các bạn nào xem thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ kênh mình nha. Mình sẽ làm từ từ ha, tháo máy và làm theo công đoạn từ từ, các bạn xem tham khảo thêm nha. Bạn nào biết rồi thì xem cho vui, còn bạn nào chưa biết thì xem coi thử ép kính cái dòng Galaxy Tab A này ép như thế nào thôi ha. Dòng này tháo máy cũng dễ các bạn, tháo phần nắp lưng sau thôi. Thank you.
Rồi các bạn, như vậy là sau một hồi thì mình đã tắt cái màn hình ra các bạn. Cái màn hình nó bị nứt rất là nhiều các bạn ha. Giờ mình sẽ dán lên trên này một lớp keo các bạn, để khi mình tách ra cái lớp kính này, bệ này không bị văng ra ngoài các bạn ha, không bị rớt ra ngoài, mình là mình khó tách. Giờ mình sẽ dán một lớp keo các bạn. Giờ mình lăn một lớp keo trong này lên ha, để khi mình tách nó dễ các bạn. Tách là cái kính nó dính liền với cái một miếng các bạn, nó không bị rời ra. Rồi các bạn, giờ mình sẽ đưa qua máy tách ha, mình tách cái kính bệ ra ha. Các bạn xem mình làm nha. Rồi đấy các bạn, đây giờ cái mình sẽ dùng cái máy này và mình tách cái kính bệ này ra các bạn. Cái máy này nó có cái nguồn nhiệt các bạn, nó nóng làm cho mình keo nó mềm ha. Mình dùng cái sợi dây này mình cắt, mình tách cái kính bệ ra khỏi cái màn hình nha. Quá trình này mình gọi là quá trình tách kính các bạn ha. Thì mình cái video của mình thường là mình làm các cái công đoạn rất là chậm rãi các bạn, nên các bạn coi tham khảo thêm nha. Rồi đây các bạn, sau một hồi thì mình đã tách được cái kính bệ này ra khỏi cái màn hình của mình ha. Giờ mình sẽ dùng cái cây lăn keo ha, mình sẽ lấy cái keo trên màn hình ra. Đây, đây là cái kính bệ ha, mình đã tách ra rồi các bạn. Giờ mình sẽ dùng cái cây này mình lấy keo các bạn ha. Lấy keo hết sạch hết trên màn hình. Rồi các bạn, như vậy là mình đã lấy sạch keo trên cái màn hình rồi các bạn. Đó, sạch sẽ rồi các bạn ha. Giờ mình đưa qua là mình chùi vệ sinh sạch sẽ cái màn hình này và mình vô kính và ép. Các bạn theo mình coi có sát mình làm nha. Đây, giờ mình sẽ chùi sạch sẽ cái keo này ha, vệ sinh sạch sẽ. Rồi mình mới vô kính các bạn.
Rồi như vậy là mình vệ sinh sạch sẽ cái màn hình đó qua ha. Giờ mình sẽ đưa vô cái khung và mình vô kính. Mình phải điều chỉnh cho chính xác các bạn ha. Để cho điều mình cái kính nó không bị lệch các bạn. Khi mình vô kính không bị lệch. Cái khâu này cũng rất quan trọng các bạn. Cái này là mình canh cái màn hình cho nó chính xác các bạn. Chứ đừng để bị lệch. Nó nghiêng qua tí xíu tí là cái kính lệch qua nó xấu lắm. Với lại nếu bị lệch là mình phải tách ra mình làm lại từ đầu các bạn. Nên rất là mất thời gian các bạn. Nên cái này mình canh chỉnh cái màn hình cho nó giữa cái khung các bạn. Nó chỉ nghiêng qua một tí xíu thôi là tí nữa nó rất là xấu. Rồi, như vậy là ok đó các bạn. Giờ mình sẽ vệ sinh lại cho sạch cái kính ha. Các bạn, như vậy là mình đã vô kính xong đó các bạn. Giờ mình lấy cái màn hình ra và mình đưa qua cái máy ép và mình ép cái màn hình xuống và ha. Thì mình sử dụng cái máy hút chân không, mình hút cái không khí trong này ra và mình ép nó xuống các bạn theo mình coi mình làm nha. Rồi đây là cái máy hút chân không và ép các bạn ha. Thì với cái máy này thì nó sẽ hút cái không khí hết trong cái màn hình ha. Và nó ép cái màn hình sát xuống. Rồi các bạn coi nó đang hút chân không á, nó lấy chân không hết trong cái khung đó các bạn ha. Là nó đang ép các bạn. Rồi như vậy là nó ép xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra mình qua bên máy hấp mình hấp ha. Đây sau cái quá trình là nó ép xong rồi các bạn, nó còn ít bọt thì mình đưa qua máy hấp mình hấp. Đây là cái máy hấp các bạn ha. Cái máy này dùng để hấp cái bọt các bạn. Rồi cái máy này quá trình này diễn ra khoảng 15 phút các bạn. Nên mình trong video mình chua nhanh nha các bạn. Rồi như vậy là sau một hồi khoảng 14 phút mấy, gần 15 phút các bạn, mình đã tắt ha. Đây các bạn, sau một hồi mình ép hấp xong thì ra cái thành quả là cái màn hình ok rồi ha. Màn hình này giống như màn hình mới các bạn, thì tại vì do mình ép cái kính này là kính riêng các bạn ha. Nên nhìn cái màn hình rất là đẹp.
trong suốt các bạn, không có bọt ha. Rồi ra cái màn hình này giống như một cái màn hình mới, màn hình riêng các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ ráp vô máy nha. Các bạn xem mình ráp vô máy ha. Rồi để trước khi ráp vô máy thì mình sẽ sử dụng lấy cái keo quanh cái viền ron các bạn ha. Thì cái quá trình này cũng rất quan trọng các bạn. Nếu mà mình không lấy sạch cái keo này á thì keo này tí nữa nó cời cời làm dễ bị cứng nứt kính lắm các bạn. Nên mình sẽ dùng cái lấy keo và vệ sinh quanh cái viền này thật là sạch ha. Rồi sau một hồi thì mình lấy keo sạch cái viền ron rồi các bạn. Giờ mình dùng keo dán viền ron ha. Mình ở đây mình xài keo T7000. Thì keo này cũng rất là ok các bạn. Keo này xài mau mau khô và nó cũng cứng lắm. Thường thường mình xài keo này để dán ron thôi. Các bạn dùng một lượng ít vừa đủ quanh cái viền này thôi các bạn. Đừng nhiều quá, nhiều quá nó lè ra ngoài xấu lắm. Nó dư keo quá các bạn. Rồi như vậy giờ mình sẽ ráp màn hình vô ha. Rồi các bạn chờ tí xíu nha, cho máy nó khởi động rồi mình test lại cái màn hình tí xíu nha. Rồi máy khởi động lên rồi các bạn chờ tí xíu nha, máy nó đang vô các bạn, đang khởi động Android.
khởi động hơi lâu các bạn, hơi chậm. Rồi giờ mình sẽ test lại cái màn hình cảm ứng các bạn ha. Đó, rồi mình ra như vậy là ok rồi các bạn. Thì mình phải test lại cảm ứng nha các bạn, để kiểu không mình khi mình tắt cái màn hình á, đụng chạm tới cái cảm ứng nó làm cho liệt cảm ứng hay là đứt đường cảm ứng các bạn, nên khi làm xong mình phải test lại máy ha. Rồi như video này mình chia sẻ bằng cái cách mà thay ép cái kính cho cái máy Galaxy Tab A các bạn ha, thì các bạn xem và tham khảo thêm nha. Rồi, mình kết thúc video tại đây các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video sau nha. Bạn nào thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn các video sau.